Kính thưa quý cộng đoàn, Chúa Giêsu Giáng sinh trên cánh đồng Bethlehem lúc ấy thanh vắng và cô tịch, vì đang là mùa đông lạnh giá và trên cánh đồng thanh vắng ấy có một nhóm mục đồng cũng đang run rẩy, co ro vì lạnh lẽo. Những đứa trẻ có hoàn cảnh giống y như Chúa Giêsu Giáng sinh, thế mà chúng lại là những người đầu tiên được loan báo và được chứng kiến tin mừng Chúa ra đời. Chúa không chỉ chọn thân phận làm người nghèo mà xuống thế, người còn chọn ngay những kẻ nghèo hèn nhất để tỏ ra mầu nhiệm kỳ diệu này. Người quả thật đã đồng tình, đồng dạng với họ, với nhân loại mà người sẽ cứu độ. Kính thưa quý cộng đoàn, quý cộng đoàn vừa theo dõi vở diễn nguyện tường thuật lại biến cố vĩ đại ngôi hai, con Thiên Chúa xuống thế làm người, và khép lại phần 2, lịch sử cứu độ. Chúa đã Giáng sinh, chính Ngài là Hoàng tử bình an, Ngài đến để nối lại mối tương quan giữa người với Thiên Chúa đã bị rạn nứt từ khi ông bà nguyên tổ phạm tội. Ngài đến để thông ban ân sủng, tình yêu cứu độ cho những người thành tâm thiện chí tin theo Ngài. Trong niềm vui thánh thiện đêm nay, chúng ta cùng cất cao chúc tụng ngôi hai con Thiên Chúa xuống thế làm người. Hòa cùng với tiếng hát của muôn thiên thần, chúng ta cùng mở ra phần 3, hoan ca con Thiên Chúa xuống thế làm người. Chúng ta cùng với muôn thiên thần cất cao lời ca tụng Chúa qua nhạc phẩm Tiếng Hát Thiên Thần và Jingle Bell dưới sự hòa tấu của nhạc đoàn kèn hiệp nhất.